Đặc điểm và ý nghĩa đặc biệt khi cây vạn tuế ra hoa. Cây vạn tuế mang ý nghĩa phong thủy tốt nên được trồng khá phổ biến ở nước ta, đặc biệt trồng trong sân vườn làm tiểu cảnh, trồng trong chậu để trang trí cho nhà cửa hay văn phòng. Quen thuộc là vậy nhưng không phải ai cũng biết hết được ý nghĩa của cây hoa vạn tuế cũng như cách trồng và chăm sóc. 1. Cây vạn tuế có ra hoa không? Cây vạn tuế hợp mệnh gì? Nếu như bạn còn đang băn khoăn không biết cây vạn tuế có ra hoa không thì câu trả lời cho bạn là cây vạn tuế có ra hoa nhé. Theo các nghệ nhân cây cho biết, nếu cây vạn tuế được trồng trong điều kiện thích hợp và biết cách chăm sóc thì khoảng 15 đến 20 năm thì cây vạn tuế có thể nở hoa. Thông thường khi trồng cây, đặc biệt là cây lớn trong vườn, mọi người thường xem chúng có hợp với năm sinh hay bản mệnh của mình hay không. Nếu như hỏi cây vạn tuế hợp với mệnh gì thì câu trả lời cho bạn chính là mệnh mộc và mệnh thủy nhé. Khi bạn trồng cây vạn tuế trong nhà, bạn nên trồng cây ở hướng bắc và hướng tây để tốt cho cả cây và chủ nhân. Cây càng tươi tốt thì bạn sẽ luôn gặp được nhiều tài lộc, may mắn và đường công danh có nhiều thăng tiến. 2. Đặc điểm của hoa vạn tuế. Cây vạn tuế có chiều cao khoảng 2-3 mét, lá hình lông chim, mọc thành vòng ở phần đỉnh của cây, chiều dài của chiếc lá có thể lên tới 1 mét. Cây vạn tuế có vòng đời lên tới 100 năm, được trồng chủ yếu để làm cảnh trong sân vườn. Hoa vạn tuế có đầu phía trên tung nhỏ lại, có nhiều mắt nhỏ và dẹp được xếp lại với nhau trông rất đẹp. Hoa có màu vàng cam. Hoa vạn tuế có hai loại hoa đực và hoa cái. Trong đó, hoa đực gần giống như trái ngô lớn dẹp và dài hơn hoa cái. Còn bông hoa cái có kích thước lớn hơn, bên ngoài phủ lớp lông màu trắng hơi vàng nhìn giống với hình bán cầu. 3. Cây vạn tuế ra hoa có ý nghĩa gì? Cây vạn tuế vốn là cây nằm trong tắc các loại cây phong thủy. Khi bạn thấy cây vạn tuế nhà mình ra hoa thì cũng có nghĩa là lúc chúng phát huy những ý nghĩa phong thủy mạnh mẽ nhất. Cụ thể đó là mang đến cho gia chủ nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Cây vạn tuế có tuổi thọ sống cao, tượng trưng cho sự trường tồn, mong muốn người sở hữu được bách niên dài lão, gia đình vượt qua được mọi sóng gió luôn hạnh phúc ấm êm. Cân bằng âm dương. Cây vạn tuế giúp cân bằng âm dương, loại bỏ tà ma, vận xấu, mang lại cho ngôi nhà sự trong sạch và bình an. Mang đến sự hưng thịnh cho gia chủ. Cây vạn tuế có dáng uy nghi, vững chắc. Về phong thủy, nó còn là biểu tượng cho sự bền vững, hưng thịnh trong công việc của gia chủ. Có lẽ với những chia sẻ vừa rồi, chắc hẳn bạn đã nắm được ý nghĩa phong thủy khi cây vạn tuế ra hoa cũng như cách trồng và chăm sóc loài cây này. Nếu như bạn thuộc mệnh mộc hay mệnh thủy thì đừng quên trồng một cây vạn tuế trong vườn để rước tài lộc và may mắn vào nhà nhé.